Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 22 tháng 11 2023 giao dịch chậm. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn tiếp tục ổn định ở mức cao, giao dịch lúa chậm. Từ qua nay, ít người hỏi mua hơn, thương lái chê giá cao, trả thấp nhưng nông dân vẫn giữ giá. Giao dịch trầm lắng, lượng lúa chưa cọc còn ít, nông dân vẫn không chấp nhận bán giá thấp hơn. Giá tham khảo từ 7 tới 10 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.800 tới 8.000, OM 380 8.600 tới 8.800, IR 504 8.700 tới 8.800, Nàng Qua 9.200 tới 9.400, Đài Thơm 8 9.200 tới 9.400, OM 5451 8.800 tới 9.000, OM 18 9.100 tới 9.300, OM 4900 8.400 tới 8.600. Tại Kiên Giang, IR 504 8.700 tới 8.900, OM 380 8.600 tới 8.700, Đài Thơm 8 9.200 tới 9.400, OM 5451 8.800 tới 9.000, OM 18 9.100 tới 9.300, Nàng Qua 9.200 tới 9.400, RVT 8.200 tới 8.500, DES 1 7.300 tới 7.400, ST 21 8.600 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.200, OM 34 8.000 tới 8.200, Jasmine 7.800 tới 8.100, Trabonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 8.500 tới 8.700, IR 504 8.700 tới 8.800, Nàng Qua 9.200 tới 9.400, Đài Thơm 8 cũng 9.200 tới 9.400, OM 5451 8.800 tới 9.100, OM 18 8.900 tới 9.000, ST 21 8.600 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.200, Jasmine 8.000 tới 8.300, Trabonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Đồng Tháp, OM 380 8.700 tới 8.800, IR 504 8.700 tới 8.800, Nàng Qua 9.200 tới 9.400, Đài Thơm 8 9.200 tới 9.400, OM 5451 8.800 tới 9.100, OM 18 9.100 tới 9.300, OM 4900 8.300 tới 8.600, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.800 tới 8.100. Tại Sóc Trăng, OM 380 8.500 tới 8.700, Đài Thơm 8 9.100 tới 9.200, IR 504 8.600 tới 8.800, OM 4900 8.200 tới 8.500, OM 5451 8.800 tới 9.000, OM 18 9.000 tới 9.200, Tài Nguyên 8.200 tới 8.400, RVT 8.200 tới 8.400, VNR 20 8.300 tới 8.500, ST 21 8.500 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.000, DS 1 7.800 tới 8.000. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, Đại Thơm 8 9.100 tới 9.200, IR 504 8.600 tới 8.800, OM 4900 8.500 tới 8.700, OM 5451 8.700 tới 8.900, OM 18 9.100 tới 9.200, Nàng Qua 9.200 tới 9.400, RVT 8.200 tới 8.400, ST 21 8.500 tới 8.800, ST 24 25 8.800 tới 9.000, DS 1 7.800 tới 8.000. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.800 tới 8.100, IR 504 8.600 tới 8.800, Đài Thơm 8 9.200 tới 9.400, OM 54 51 9.100 tới 9.300, OM 18 9.100 tới 9.200, ST 21 8.200 tới 8.400, ST 24 25 8.800 tới 9.200, Nàng Qua 8.600 tới 8.900, RVT 7.900 tới 8.100. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 504 8.600 tới 8.900, Đại Thơm 8 9.200 tới 9.400, OM 5451 8.600 tới 8.900, OM 18 9.100 tới 9.200. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và
hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.